Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học với bài số 6, Ơn mày yêu. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách mua đồ. Đầu tiên chúng ta sẽ học về một số từ vựng. Đầu tiên là cơm trộn, Bibimbap, nướng, bulgogi, miến lạnh, naengmyeon, kimchi, galbitang, canh sườn bò, kimchi canh jjigae, kimbap, chi, kim ramen. bap, ramen, là mì tôm. Để chúng ta nghe lại một lần nữa những từ vựng sau đây. Bibimbap, 불고기, 냉면, 김치, 갈비탕, 김치찌개, 김밥. 라면, Đấy là phần từ vựng. Các bạn tiếp tục xem ở đây. Tiếp theo chúng ta có đây ạ, căn bi thẳng. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ nối căn bi thẳng vào với căn bi thẳng. Kim bạp nối vào kim bạp các bạn nhé. Thì các bạn nhìn ở bức tranh này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ. Và những cái bức hình của các món ăn này, các bạn để ý này. Kim bạp, kim chi jjigae, naengmyeon, ramen, bulgogi, bibimbap, sandwich, sandwich, spaghetti, pizza, hamburger, kul, dalgi, sa quả, supak. Đây là những cái đồ hoa quả ở bên dưới này nữa, đồ hoa quả món ăn nhẹ. Spaghetti các bạn biết là gì không ạ? Em ý đấy, pizza là pizza, hamburger, quýt, dalgi, dâu tây, sa qua, táo, swak, dấu. Các bạn bổ sung thêm này nhé. Tiếp theo về sutra, sutra là số đếm. Các bạn hãy cùng đọc số đếm sau đây. Hana là 1, số 2, tul, số 3, set, số 4, set, số 5, thasot, số 6, yosot, số 7, ilkop, số 8, yotol, số 9, aop, số 10, yon. Để chúng ta nhớ từ 1 đến 10 nhanh ấy, thì chúng ta tập đọc nhanh từ 1 đến 10. Hana, tul, set, det, thasot, yosot, ilkop, yotol, aop, yol. Và chúng ta cứ ghép từng số này với những đơn vị tính khác nhau. Ví dụ như là giờ chúng ta đọc là si thì 1 giờ chúng ta sẽ đọc tắt là han, han si. 2 giờ sẽ là thu si. 3 giờ chúng ta mất những cái bên dưới này đi ạ. 1, 2, 3, 4 chúng ta mất đi khi ghép với đơn vị tính. Thu si, se si, ne si. Đấy cả. Và số tiền các bạn hãy đọc những cái mệnh giá tiền của tiền Hàn Quốc tương tự như tiền Việt Nam thôi ạ. Shibon, Shibon, Oshibon, Pekon, Obekon, Chonon, Ochonon, Manon, Omanon. Đây là cái mệnh giá tiền của Hàn Quốc. Tiền Việt Nam mình thì chúng ta có từ 10.000 đúng không ạ? Để Ochonon thì 10.000 đây ạ. Tương tự như Hàn nó là man won thì Việt Nam mình là man đồng. Đồng 50.000 của chúng ta là ô man đồng. Còn đây là Hàn Quốc là ô man won. Ngữ pháp và biểu hiện 1 thì chúng ta có số 1 đó là Useo. Useo đây là một cái yêu cầu đối với
người trên hoặc khách hàng thì chúng ta đây là sự lịch sự tôn trọng. Động từ do you sale. Also sale, xin mời vào. Yuki and Giselle, xin mời ngồi ở đây. Và các bạn xem ví dụ bên dưới. 축제를 하고 텔레비전은 보세요. Làm bài tập rồi xem phim nhé. Rồi xem TV. 책은 좀 읽으세요. Bạn hãy đọc sách một chút nhé. Đây, về cái cách sử dụng của ngữ pháp này đó là nếu mà passive không có thì đi với co không thôi. Còn nếu mà động từ có passive ấy thì là đi với co. Đấy, các bạn luyện tập này. 선생님은 교실에서 여러분에게 무슨 말을 해요? Đây là giáo viên nói với tất cả các bạn ở phòng học là nói cái gì? 선생님 되어서 얘기해 보세요. Hãy đóng vai giáo viên và để nói với các bạn khác. 네, 여러분 책은 보세요. 앉다 đây là ngồi. Đấy, các bạn lưu ý phần ứng dụng của ECO này. Tiếp theo thứ hai chúng ta có danh từ số đếm đi với đơn vị tính đó là ke, biêng, chan, kurut. Ke là cái quả, biêng là chai, chan là cái cốc hoặc chén, kurut là bát. Khi tính đơn vị là bibimbap tính bằng bát ấy thì chúng ta tính là kurut. Đây là bibimbap kurut juseyo. Để trong căn man kita đi seyo. Ở đây chúng ta có bang hange juseyo, cho tôi một cái bánh mì. Khola miết biêng sasoyo, miết mấy biêng là chai, miết biêng là mấy chai. Thu biêng sasoyo, tôi đã mua hai chai. 오늘 커피를 세 잔 마셨어요. Hôm nay bạn đã uống ba cốc cà phê à? À, hôm nay tôi đã uống ba cốc cà phê. 냉면 네 그릇 주세요. Cho tôi bốn bát miến lạnh. Câu này rất dễ nhầm đối với người Việt Nam chúng ta nói không cẩn thận chúng ta thành chúng ta khi vào cửa hàng chúng ta thường hay là nem miên nhiều rất dễ nhầm là nem miên nhiều. Ở đây chúng ta có thể xem phần luyện tập này. 그림 보고 부유와 같이 얘기해 보세요. Ở đây chúng ta sẽ nói giống như ví dụ. Đầu tiên là sandwich. Thì là sandwich 한개 주세요. Đây là yêu cầu người khác. Ở đây là kem. Ice cream. Chusu là nước trái cây. Nukcha là trà xanh. Cola, hamburger, ramen. Áp dụng với chuseo, chúng ta có ice cream 두 개, hai cái mà. Ice cream 두 개 주세요. Chusu 세 잔. Chusu 세 잔 주세요. Ở đây, nukcha là trà xanh ạ. Trà bút mình ạ. Nục trà đề chan chủ dèo. Đây là số 4. Cola 다섯 병 주세요. Hamburger 여섯 개 주세요. Đây là ramen 일곱 그릇 주세요. Các bạn xem dưới chú ta đây cho này, trong căn man chờ một chút này, trong căn man một chút này, kitaia Kitarita là chờ đợi, vang là bánh mì, miết là mấy, ice cream kem. Và chúng ta tiếp tục sang phần Maragi 1. Maragi 1, đây là phần nói 1 đấy ạ. Tí nữa chúng ta sẽ xem phần ở trách 62. Tôi giới thiệu qua phần này. Đây là cuộc nói chuyện ở ngoài quán ăn của Steven và Eugene đi ăn. Ososeo Yogi Anjiseo, đây là người phục vụ người ta mời ngồi. Steven nói là menu chum chuseo, cho tôi cái menu. Ne Yogi Seo, vâng menu ở đây.
유진 씨는 뭐 좋아해요? 유진 특히 지 유진 trả lời là 저는 비빔밥을 좋아해요. Tôi thích bibimbap. Các bạn chú ý bibimbap đây là chúng ta có màu khác đấy. 그럼 비빔밥 한 그릇하고 갈비탕 한 그릇 주세요. À, vậy thì cho tôi một bát canh bi thăng và một bát bibimbap. Này, chắc có ngang kia đi xe ô. Ở đây chúng ta có thể học thuộc lòng những câu tương tự như thế này và chúng ta thay những cái từ vựng khác là các món ăn và đơn vị của nó vào đây. Chúng ta sẽ có cái trường hợp và luyện tập số 1 ở dưới này. Ở đây chúng ta lưu ý cái này. Bim và chúng ta sẽ dần dần thay bằng hamburger. Hamburger thay bằng orange juice. Thay bằng udon. Yeah. Ở đây chúng ta có mấy cái về phát âm ăn chưa sale, chúng ta ăn chưa sale. Bibimbap을 그릇하고 đấy, đấy là phát âm theo giọng Hàn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần bài đọc này. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 메뉴 좀 주세요. 네, 여기 있어요. 유진 씨는 뭐 좋아해요? 저는 비빔밥을 좋아해요. 그럼 비빔밥 한 그릇하고 갈비탕 한 그릇 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Và các bạn có thể đóng vai. Chúng ta lặp đi lặp lại bài này xong sau đó chúng ta đóng vai. Tôi sẽ cho các bạn đóng vai ngay bây giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai Trung Ngọc Quân và Du Trinh.메뉴 좀 주세요. 유진 씨는 뭐 좋아해요? 그럼 비빔밥 한 그릇하고 갈비탕 한 그릇 주세요. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Steven. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 네, 여기 있어요. 저는 비빔밥을 좋아해요. 네, 잠깐만 기다리세요. Đấy là phần hội thoại số 1. Phần luyện tập chúng ta sang phần số 2. Chúng ta chỉ việc thay ở những cái điểm mà người ta tô những cái chữ này thôi ạ. Tình huống số 2 là Chu Chin nói là tôi thích hamburger. Vậy thì cho một hamburger và một cola tu chan. Đây ạ. Các bạn cùng luyện tập đến đoạn này chúng ta chỉ thay việc mỗi thay đoạn này còn đoạn trên chúng ta cứ đọc trơn và thuộc lòng đi ạ. Tình huống số 3, Yuchin thích orange juice và Steven gọi orange juice han chan và coffee han chan. Tình huống số 4, chúng ta có udon choa heo. Thì chúng ta gọi một bát udon và một và hai chai bia. À, hai chai hai bát udon thu krut và hai chai bia. Đấy các bạn chú ý thế nhé. Chúng ta tiếp tục quay trở lại chương trình học. Sau khi luyện tập xong 4 ví dụ thì chúng ta chú ý bên dưới chúng ta có một số cái từ vựng đó là menu. Chua ta là thích, udon là cái mì udon của Nhật Bản. Đây là món Nhật. Mechu, bia. Và cái này chúng ta cũng có thể luyện tập cùng với bạn mình. Chinkua hamke choa nên ấm xích gần. Yakihaku
그 음식은 주문해 보세요. đây các bạn nhìn vào cái menu này và chúng ta thử gọi món cùng với bạn bè của mình. Đây, Seoul Sitang. Đây, cọc số 1 là của ở Seoul Sitang, cọc số 2 là Manly Changsung. Cọc số 3 là Tokyo Sushi. Sushi Số 4 là Italiano. Đây là quán ăn Italia. Các bạn tập gọi món như thế này. Muốn ăn gì chua bạn thích món ăn gì? Can bi thăng chua kure kureo cho nên bibimbap chua và chúng ta đây là hai người nói và chúng ta có yukio ở đây can bi thăng hana hago bibimbap hana chuseyo cho tôi một can bi thăng và một bibimbap. Cái đấy chúng ta tập gọi món. Kureo Yukio, kureo, thật à, Yukio, xin lỗi, cảm ơn. Theo chúng ta sẽ sang phần số 2. Phần số 2 này, ở phần số 2 này, chúng ta lưu ý là chúng ta học về ngữ pháp và biểu hiện phần số 2 đầu tiên. Đầu tiên là danh từ dik, tính từ hayo oyo, tức là khi chúng ta nhận xét về một cái danh từ nào đó nhá, thì chúng ta dùng là ik, và ik đây là trợ từ chủ ngữ, hoặc chúng ta có thể dùng nn cũng được, không sao cả. Ví dụ như là 뭐가 맛있어요? 수박이 맛있어요. Cái nào thì ngon? Subak thì ngon. Và chúng ta xem ở đây ạ. Orange ga sayo. Cam thì rẻ. Hakkyo ga choyo. Trường học thì tốt. Kiri bokchapheo. Đường thì đông. Musun umsiki masisoyo. Khi nào, món ăn nào thì ngon? Các bạn chú ý ở đây. Muum là nguyên âm. Có A hoặc nguyên âm O thì cộng với IO. Hata thì thành Heyo. Bum, Ơ, U, I, vân vân. Những nguyên âm khác thì cộng với IO. Cái này chúng ta đã biết từ phần bài số 3 rồi. Các bạn nhớ nè. Khi đánh giá về một người, một vật, đánh giá về tính chất, về màu sắc, thì chúng ta dùng là NIK, tính từ. Ví dụ như là sơn trắng orange ga sayo, orange ga masisoyo, ngon đấy. Chúng ta thay subak vào orange vào đây. Orange ga, câu này orange không có bát chim thì chúng ta sẽ đi với y và có bát chim. À, có bát chim chúng ta sẽ đi với y và không có bát chim chúng ta sẽ đi với ga. Đây ạ, chúng ta lưu ý ở đây, luyện tập ạ. Chinguwa yekihe boseyo, các bạn nói cùng với bạn bè của mình. 어느 나라 사람이에요? 한국 사람이에요. 한국에서는 뭐가 싸요? 옷이 싸요. Ở Hàn Quốc thì có gì rẻ? Áo rẻ. Cái này cũng không hẳn là đúng ạ. Trong shop thì vẫn rất là đắt. Còn bên ngoài chợ thì lại cũng rẻ như Việt Nam. Và chúng ta luyện tập ở đây ạ. Đối với bạn số 1 thì tình huống như thế này đây ạ. 어느 나라 사람이에요? 한국 사람. Ở Hàn Quốc thì cái gì rẻ? Mà món ăn nào thì ngon? Bài hát nào thì tốt? Ở đâu thì đông đúc? Đấy, thì bạn này bạn ở Hàn Quốc thì bạn ấy trả lời như thế này. Còn bạn khác thì chúng ta có thể là trả lời đây là Việt Nam, ở đó có gì rẻ? Ở đó có món ăn gì ngon? Rồi hỏi những bạn khác tương tự như thế này. Và đây chúng ta có thêm một số cái từ vựng. Masita, đây là ngon. Chota là tốt. Sata là rẻ. Kil là con đường. Phukchapada là đông đúc, phức tạp. Nore là bài hát. Arirang là cái bài hát truyền thống của Hàn Quốc. Các bạn chú ý mấy câu hỏi này có nghĩa là bạn là người nước nào.
Câu hỏi số 2. Ở cái nơi của bạn ấy, có cái gì rẻ? Câu số 3. Cái gì thì ngon? Số 4. Bài hát nào thì tốt? Bài hát nào thì hay ạ? Số 5. Ở đâu thì đông đúc? Các bạn, ở bài này chúng ta tập và trả lời giữa các bạn với nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp và biểu hiện số 2 trong phần này. Đó là n tô. Cái danh từ này cũng Orenchi chôm chuseyo. Làm ơn cho tôi cam. Kurigo sakwa tô chuseyo. Cũng cho tôi cả táo nữa. Ne yoki seyo. Vâng, có ở đây. Ví dụ bên dưới ạ. 저는 학생이에요. 켈리시토 학생이에요. Tô này lặp lại cái hành động của phía trước ấy. 불고기가 맛있어요. 냉면도 맛있어요. 어제 바지를 샀어요. 그리고 운동화도 샀어요. 바지라. Đây là câu này có nghĩa là hôm qua tôi đã mua quần, tôi cũng đã mua cả giày thể thao. Và luyện tập phần ngữ pháp này chúng ta có các bạn ở đây thì khi cùng nhau thì cùng nhau là nam trai, cùng nhau là người nước ngoài, các bạn lưu ý. Chúng ta sang phần Maraki y phần nói hai. Ở đây là tình huống ở quán bán hoa quả thì các bạn chú ý phần in màu ở đây. Ở đây chúng ta sẽ bắt đầu số đếm, ứng dụng số đếm vào trong phần mua hàng. Mariko và Ajashi. Ajashi là cái ông bán hàng này và Mariko là người mua hàng. Ajashi, Orenchi, Olmaeo. Olmaeo có nghĩa là bao nhiêu tiền? Yosuke, Ochon, Won, Yeo. Yosuke là 6 quả. 6 quả, 5.000 won. Sakwa는 얼마예요? Táo thì bao nhiêu? 세 개에 2,000원이에요. 3 quả. 2,000 là 2.000 won. 뭐가 맛있어요? Cái nào ngon? 모두 맛있어요. Tất cả đều ngon. 그럼 vậy thì 오렌지 6개 주세요. Rồi cho tôi 6 quả cam. Sakwa도 3개 주세요. Sakwa도 3개 주세요. Sakwa, táo cũng cho tôi 3 quả. 네, 여기 있어요. Vâng, có đây. 또 세요. Quay lại nữa nhé. Thì ở đây các bạn biết là 6 quả cam là bao nhiêu ạ? 5.000 won và 3 quả táo là 2.000 won. Vậy tổng bạn này sẽ cần phải trả là 8.000 won. Đây ạ, chúng ta đầu tiên là Orenchi bao nhiêu tiền này ạ? Orenchi xong chút tình huống số 2 chúng ta sẽ thay vào là pear, đây là lê. Pineapple. Pineapple đây là quả dứa. Và Talki là dâu tây, đây pineapple này. Tanki. Orenchi, Sawa, Sawa đây, Orenchi. Pear đây, pear. Orenchi thì 6 quả 5.000, táo thì 3 quả 2.000, pear thì 2 quả 10.000, kiwi, kiwi 10 quả 8.000, pineapple là dứa 1 quả 4.500 won, quýt 10 quả 5.000, tanki 1 hộp 13.000, melon là quả dưa lưới ấy, thì là 1 quả 14.000 won. Chúng ta sẽ vào phần nghe.아저씨, 오렌지 얼마예요? 6개에 5,000원이에요. 사과는 얼마예요? 3개에 2,000원이에요. 뭐가 맛있어요? 모두 맛있어요. 그럼 오렌지 6개 주세요. 사과도 3개 주세요. 네, 여기 있어요. 또 오세요.
Và chúng ta cũng luyện tập để chúng ta đóng vai. Luyện tập đi, luyện tập lại nhé, để chúng ta đóng vai. Chúng ta nghe lại một lần nữa. 아저씨, 오렌지 얼마예요? 6개에 5,000원이에요. 사과는 얼마예요? 3개에 2,000원이에요. 뭐가 맛있어요? 모두 맛있어요. 그럼 오렌지 6개 주세요. 사과도 3개 주세요. 네, 여기 있어요. 또 오세요. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng vai. Đầu tiên chúng ta sẽ đóng vai của Mariko. À, Mariko trước thì đóng vai của Atsushi, người bán hàng này đi ạ. 아저씨, 오렌지 얼마예요? 사과는 얼마예요? 뭐가 맛있어요? 그럼 오렌지 6개 주세요. 사과도 3개 주세요. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Mariko. Tiếp theo tình huống số 2 luôn. Tình huống số 2 là mua quả lê. Hai quả. Mang luôn. Đấy, tình huống số 3. Để chúng ta bấm dừng video lại và chúng ta sẽ đọc ở trên này nhé. Tình huống số 3 chúng ta sẽ là mua dứa. Hỏi giá của dứa và hỏi giá của quýt. Tình huống số 4 chúng ta hỏi giá của dâu tây và giá của dưa lưới, quả dưa lưới ngay góc tay của ông này. Đấy là các tình huống. Ở đây chúng ta chưa đóng vai của ông ốc của Mariko. 여섯 개에 오천 원이에요. 세 개에 이천 원이에요. 모두 맛있어요. 네, 여기 있어요. 또 오세요. 네, chúng ta đã vừa đóng vai. Tất cả rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần chương trình học. Tất cả chỗ này chúng ta thay dần vào và chúng ta sẽ đọc. Ở đây chúng ta có Ajosi là người đàn ông đã nhiều tuổi rồi. E đây là theo số đếm một theo một cái lượng. Motu là tất cả. To là lại hoặc nữa. Pe là quả lê. Kiwi quả kiwi. Pineapple quả dứa. Và Suvak là quả dưa, Park sư là cái hộp, melon là quả melon, quả dưa dưa lưới. Ở đây chúng ta có rất nhiều là cái tờ rơi của cái những cái siêu thị. Đây là Hanamatsu, siêu thị số 1. Và chúng ta ở trang số 215 của chương trình học thì ở trên lớp học trực tiếp thì chúng ta sẽ được học, được thực hành trực tiếp cái này. Mua bán và so sánh giá. Đấy. Còn ở đây chúng ta tập mua bán thôi ạ. Phác sư, một phác sư 6.000 won tanki dâu tây. Thì ở Seoul Sik Tang, Seoul và Seoul Sufo. Ở trang này, ở trang số 215 trong chương trình học sẽ có một cái siêu thị nữa, đó là Seoul Sufo. Và chúng ta sẽ so sánh giá ở đây. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần Tutko Maragi. Nghe và chúng ta nói. 여러분, 무슨 커피를 좋아해요? Bạn thích cà phê nào? 여러분 나라에서 커피 한 잔에 얼마예요? Ở đất nước các bạn có một cốc cà phê giá bao nhiêu tiền? Bạn có muốn uống cà phê không? Và một cốc cà phê bao nhiêu tiền? Và đây là cái biểu hiện quán cà phê ở Hàn Quốc và một số nước khác.
chán thức cô sô dẻo. Ở đây các bạn nhìn thấy đây các món ăn trên menu, và chúng ta sẽ nghe một đoạn phải giới thiệu một quán cà phê, và chúng ta sẽ điền cái giá của cái này vào đây. Keiku là bánh ngọt và coffee là cà phê. Ice coffee là cà phê lạnh, cà phê đá. Espresso. Sandwich cake. Các bạn tí nữa chúng ta sẽ điền giá. Đây chúng ta có check số 6. Các bạn nghe. 잘 듣고 써보세요. 1. 이 케이크는 하나에 얼마예요? 5,400원입니다. 2. 여기요, 샌드위치 있어요? 네, 있어요. 얼마예요? 2,700원입니다. 3. 아이스 커피 주세요. 얼마예요? 3,800원입니다. 4,800원이요? 아니요, 3,800원이요. 4. 여기요. 에스프레소 있어요? 네, 있어요. 얼마예요? 한 잔에 3,200원입니다. 맛있어요? 네, 정말 맛있어요. chúng ta đã điền được vào cả chưa? Chúng ta tiếp tục sang phần Baraki. Cái này chúng ta sẽ được thực hành ở trên lớp phần nói này. Quan thông chi A và quan thông chi B. Nhật kia số. Nhật kia vừa về. Chúng ta dựa vào hai cái quan thông chi này, chúng ta sẽ nói với nhau. Chúng ta sẽ bên nhóm B sẽ hỏi bên menu của nhóm A có gì và giá bao nhiêu tiền. Theo từng menu một và điền vào phần đấy này. Phần Inkosuki. Cái này chúng ta sẽ đọc và viết. Cái này chúng ta sẽ chuẩn bị. Nó là Hàn Quốc sớm muốn xa phạt xứ. Bạn đã thử mua hàng bên... Bạn đã mua hàng ở Hàn Quốc chưa? Bạn đã mua ở đâu? Một khi sơ sắp xứ. Các bạn đọc đoạn đoạn sau. Và chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi bên dưới này. Xa xeo. Hãy mua. Đây là một tờ dô bán hàng. Bán là những đồ giảm giá như thế này. Chúng ta sẽ xem tình huống đây vì sao lại có những đồ giảm giá như thế này. Cho nên in cấp học sinh Vinson. Vinson về tôi là Vinson học sinh cấp 1. Sinh viên sư phụ y tế Mỹ với cài đồng ngày 15 tháng 11 tôi sẽ đi về Mỹ. Tôi sẽ chơi bình thường hơn thăm phá này. Vì thế tôi bán những cái sản phẩm của tôi. Đầu tiên là inch television TV 21 inch. Cua này 100cm 100cm. Tháng 9 tôi đã mua. Và tháng 9 tôi đã mua 100cm. Mua mới đấy. À chua chua ngoài. À chua chua ngoài. Rất là tốt. Đi mua hơn thì có cũng còn cả điều kiện. Tiếp theo là đến phần 2 đấy. Chắc sang về cái màn rất là sạch sẽ và chụp cái thể cháu nên tôi mua này vào tháng 6 Ucha Hago Kachi 35,000원 chủ cố sắp sử tháng 6 tôi mua cái bàn cùng một cái ghế là 85.000
지금 의자가 어때요? 의자. 통통한 게, 그래서 차이, 의자에 이제, 지금, 만병이 누운 그런 거. 책이 많이 있어요. 저거, 뭐, 사, 묵권, 묵권, 항인원. 한 권에, 2,000원이에요. 세 권, 5,000원이에요. 묵권, 항인원, 묵권, 묵권, 항인원. 전화하세요. 내가 소리 받고 가네. 위치는 무슨 해요? 만나이 담지네. 무항, 조항, 해가 반항. 나로. 많은 것은 고르세요. 방금. 네. 네, 일단 시험. 윈슨 텔레비전은 3만 원에 샀어요. 문화의 두 TV 의자가 3만 원, 누가? 제가 35만 원. 네. 아, 10만 원. 10만 원. 책상하고 의자는 3만 원이에요. 만박에 나 반응이는 국가적 반공소 책 세 권에 5천 원이에요. 막은 책 나눠 있는가? 종 세 권에 5천 원. 급나 리화네. 급 문건나 뭐가 판자나 무 알반 인치나 인 정도는 아주 페리 그릇 이목은 이렇게 깨끗하다 나 sẽ mãn đi là nhiều quân đây là đơn vị chính quyền chôn hoa và đây là gọi điện về sơ kỳ đây là không biết nhưng cần hơn tha hơn bằng cù hơn mà còn muốn sau bộ sẽ cái này chúng ta sẽ viết một đoạn quảng cáo tương tự như cái đoạn bên trên này chúng ta bán một số đồ vật mà chúng ta muốn bán ở đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ có phần thực hành. Thực hành này chúng ta, tôi sẽ nói qua phần thực hành này. Thực hành này chúng ta sẽ 100% thực hành sẽ được thực hiện ở trên lớp. Trên lớp thì chúng ta học trực tiếp tại trung tâm Hàn ngữ Xu Hồn Thái Nguyên hoặc trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ, trung tâm tư vấn du học ở Mỹ. Chúng ta sẽ được thực hành như thế này ngay. 친구들과 문제는 사고 팔아 보세요. Các bạn hãy bán và mua cùng các bạn trong lớp. Đây là những cái đồ vật mà chúng ta có thể muốn bán thì chúng ta sẽ biết giá vào của chúng ta bán ngay trong buổi học hôm đại học. Tiếp theo, 가지고 있는 물건 중에서 무엇은 팔고 있어요? Trong số những đồ vật mà các bạn đang có, muốn bán cái gì? 얼마에 팔고 싶어요? Bạn muốn bán ra bao nhiêu? 다섯 개를 고르고 가격은 정하세요. Các bạn sẽ chọn 5 thứ đồ vật các bạn trả giá. Đầu tiên là về đồ vật và tiếp theo là giá cả. 친구들과 문제는 사고 팔아보세요. Các bạn cùng nhau, cùng với bạn của mình mua và bán. 가격은 깎아보세요. Hãy thử và hỏi giảm giá xem. 무슨 샀어요? Bạn đã mua được gì? 얼마예요? 다 왔네요. 친구들에게 얘기해보세요. Và các bạn sẽ nói từng đó với bạn bè của mình. Sa, khi sa hàng là đáp và các ca thư giãn là giảm giá cho. Về phần văn hóa, dạo qua văn hóa, chúng ta xem một chút. Phần chuẩn bị để đưa ra bún kim chi rừng chòi, kim chi ga mà sẽ. Bạn có thích kim chi không? Và kim chi có ngon không? Nếu bạn này thấy thích, bạn này không thích. Mua sinh kim chi sẽ, mua sinh kim chi ga sẽ. Bạn đã có loại kim chi nào? Nhất là cái chua kim chi. Kim chi cải thảo. Katogi là cái kim chi củ cải. Ôi kim chi là kim chi dưa chuột. Ôi kim chi là kim chi nước. Phép kim chi là kim chi muối trắng vậy. Phép kim chi. Có rất nhiều loại kim chi. Ở Hàn Quốc chúng ta có hơn 100 loại kim chi. Hàn Quốc 사람들은 김치를 아주 좋아해요. Những người Hàn Quốc rất là thích kim chi. 그래서 이런 음식은 먹어요. Vì thế nên người ta ăn những món này.
Đầu tiên là kim chi kim bạc, cơm cuộn kim chi, hai là kim chi chigae, một canh kim chi hầm, kim chi phục cung bạc, cơm rang kim chi, và tiếp theo là kim chi chôn, đây là bánh kép, bánh kíp, bánh bột cùng kim chi. Xem các nán gì để cùng chia sẻ. Hàn Quốc sao làm mấy kim chi hơn một cổ. Người Hàn Quốc ngày ngày ăn kim chi. Như đâu cũng là đài thú. Ý đơn kim chi kỳ sẽ ở đất nước các bạn có những loại thức ăn như thế này không? Mình phát âm trong phần này chúng ta có chuẩn bị từ đâu bộ xe thế nào vô chủ thôi. Ở đây những cái phần phát âm thò này là phát âm trầm. Tiếp theo phát chim thò nờ hò lò hò chi phát âm nhân thò ca phát âm tuyệt chẳng sinh rằng chúng ta sẽ mất dần phát âm khi thò sẽ làm sao này thò nờ hò hoặc là lò hò là đều mất khi gặp nguyên âm như là chô ai hồ chô ai hồ mà này hồ suy rời hồ. Tuy nhiên là khi chúng ta phát âm thì chúng ta lưu ý một cách đó là tuy là họ không còn phát âm nữa nhưng mà cái phần cái phương pháp phát âm chúng ta cũng hơi có sự khác biệt với ngôn ngữ họ, tức là giọng nó hơi trầm xuống. Ví dụ như là manayo là bản này, cái này chúng ta phải phân biệt được chứ không phải tất cả đều là manayo. Ok, chán thức cô ta hay không dèo yenishi mul chuai chanen cheki manayo musun yuin manayo toyune toyune chuai kubiran chuai anio an chuai. Ở đây là phiên ca, thế nên chúng ta sẽ kiểm tra trên lớp những anun thà nơi phiêu xia thì đây là những từ vựng mà các bạn biết hết là gì ạ? Trăm chôn nghìn man mười nghìn kim chi phi bim bạc cơm trụng cung thư ghi thì nếu thuốc thà sa thà chua thà tất cả này chúng ta đều biết đây là đơn vị tính ạ. Kè rứt phiêng chan masita phục cha pa ra đây là đúng đúc, đây là ngon, đây là đơn vị tính của cốc chén, đây là đơn vị tính chai, đây là đơn vị tính bát, đây là đơn vị tính cái quả. Các bạn nhìn bức tranh và mọi người bàn. Để hôm nay tất cả từ vựng trong này có cả từ tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta bài 6 kết thúc ở đây. Để chúng ta nhìn lại phần bài 6 chúng ta đã học. Bài 6 là về chúng ta là mua bán. Từ vựng chúng ta học về món ăn, về số đếm, về tiền. Và về phần ngữ pháp thì chúng ta có mệnh lệnh đó là ICO hãy số đếm cái quả nói một đó là về gọi đồ ăn ở nhà hàng. Hai ngữ pháp hai đó là một cái đồ vật nào đó, một cái danh từ nào đó có cái tính chất là như thế nào. Cái nào tô cũng là cũ. Nói hai đó là vun cơn nế kha kiếp nực kỳ. Thì chúng ta hỏi về giá, hỏi về giá của đồ vật, hỏi về giá sản phẩm. Cô Maragi nghe và nói kha kiếp tê hê chan vun tê hoa kỳ. Hãy nghe về một đoạn hồi thoại ngắn về giá cả. Thứ hai là nghe đoạn hội thoại về menu của nhà hàng. Thứ ba là nói về cái menu của nhà hàng. Phần đọc và nghe thì chúng ta đọc một quảng cáo và chúng ta viết một quảng cáo. Phần thực hành chúng ta là mua cơn sa khô khoan kỳ. Thực hành chúng ta sẽ mua và bán sản phẩm. Phun hoa san chết. Phần để đại lý phần hàng một phần văn hóa thì chúng ta tìm hiểu về văn hóa kim chi của Hàn Quốc. Nó là người Hàn Quốc ăn kim chi. Và phần phát âm chúng ta cái biến mất cái sự thay đổi của cái biến mất của cái của âm nhất. Bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn. Trung tâm Hàn Quốc Seoul, Thái Nguyên.